Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng và nhà nước tỏ ra sợ hãi, bất lực trước người không quyền lực thích minh tuệ. Ngày 28 tháng 6, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trần với tựa đề Thích minh tuệ, sức mạnh của những kẻ không quyền lực. Tác giả cho rằng đảng và nhà nước đã tỏ ra bất lực và thiếu khôn ngoan dưới con mắt của công chúng, cả trong nước lẫn quốc tế khi liên tục bố ráp thầy thích minh tuệ và tăng đoạn tác giả Mỹ Mai có thể nào hình dung nhà nước Cộng sản áp dụng chuyên chính vô sản đối với cả các nhà sư đi khất thực không một khí cụ gì trong tay, trừ nồi cơm điện. Thứ này thì Đại tướng Tô Lâm chưa liệt vào danh sách vũ khí công an cần quản lý để để trình trước quốc hội. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả nhận xét, ngược lại với sự thấp hèn và thô lậu của công an là tầm minh triết về ứng xử của thầy. Giảng dị như cuộc sống hàng ngày thầy xưng con với tất cả mọi người xưng con là sự tôn trọng tha nhân tin vào đại chúng một ngày nào đó họ có thể thành phật điều này thể hiện lòng tin vào tiến triển và tiềm năng của mỗi con người hy vọng vào khả năng thay đổi của từng con người và lòng nhân từ đối với những người khác mình triết này nhấn mạnh sự liên kết và tương tác phức tạp giữa các cá thể trong xã hội là một sự liên kết nhuận nghiệp giữa mọi người ta là phật đã thành tha nhân là phật sẽ thành một minh triết vi diệu biết bao. Tác giả dẫn lời cảm thán của một blogger sau cái đêm tăng đoàn bị bố ráp như sau. Thích minh tuệ phải chăng là phép thử từ cõi trên. Phép thử ấy hàm ý về hành động tu tập hoặc sự hiện diện của nhà sư và tăng đoàn tình nguyện quá đổi phi thường, cuốn hút cộng đồng trong và ngoài Phật tử, cả Việt Nam lẫn quốc tế. Phép thử ấy hàm ý như cuộc kiểm tra về mặt thế tục cũng như tâm linh, nhưng trong một số biểu hiện cụ thể nó còn là sự giao thoa và bổ sung lẫn nhau giữa những hoạt động đời thường với các trải nghiệm siêu nhiên. Tác giả đặt vấn đề, xin hỏi Tô Đại Tướng, Kim Tân Chủ tịch nước, liệu ông có thể ra lệnh cho lập các chốt kiểm soát trên không gian cốc của thầy, có thể thiết lập một hệ thống mật thám, cả chìm lẫn nổi, khắp trên giải đất hình chữ S để ngăn cản người dân và các Phật tử tiếp cận ánh sáng từ trí tuệ của bề trên hay không? Và đây là hình tăng đoạn thích minh tuệ Tác giả nhận định sự mất tích hiện nay của thầy chắc chắn là do áp lực từ phía công an và chính quyền. Nhưng các ông có hiểu rằng sư Minh Tuệ và Tăng Đoàn sẽ tự hòa mình vào cuộc đời này vào các bụi trần gian trải dài mênh mông, tự do và tự tại cho dù sư sẽ ẩn trên hang núi hay xuống bến chợ, lưng đèo không chỉ gồm máy đàn áp của nhà nước công an trị mà ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không thể đốn ngộ Tác giả nhấn mạnh cách làm của công an và chính quyền hiện nay đối với thầy chứng tỏ họ lúng túng, sợ hãi đến rối trí, nhưng lại cậy quyền, cậy thế nên đã dẫn đến những cách hành xử bất minh mà không chỉ bất minh lại còn vô tuệ. Theo tác giả, mặc cho giáo hội Phật giáo Việt Nam không công nhận thích minh tuệ và tăng đoàn là các tu sĩ, họ đã cố tình đưa ra nhiều thông tin để mạ lỵ và xúc phạm thầy và tăng đoàn. Ngược lại, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lại ca ngợi các khất sĩ vì đã tuân thủ các hạnh nguyện đầu đà và khuyến khích tinh thần tự do tu tập. Sự mất tích của thầy cũng đã thu hút sự chú ý của một số chính trị gia quốc tế, như dân biểu hạ viện California Mỹ, Michelle Steel, đã bày tỏ quan ngại về tình hình này và nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam không cải thiện tình trạng tự do tôn giáo, có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ. Đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ hãy đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm do tình trạng bách hại tự do tôn giáo ngày càng tăng, đặc biệt tình hình sư minh tuệ hiện nay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng và nhà nước tỏ ra sợ hãi, bất lực trước người không quyền lực, thích minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo. .D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Phan Đình Trạc có phải chịu trách nhiệm người đứng đầu hay không? Ngày 27 tháng 6, BBC Tiếng Việt nêu vấn đề, ông Nguyễn Văn Yên bị bắt, ông Phan Đình Trạc có chịu trách nhiệm người đứng đầu hay không? BBC dẫn quy định 41 của Bộ Chính trị ban hành tháng 11 năm 2021. Theo đó, ông Nguyễn Văn Yên bị khởi tố, ông Phan Đình Trạc trưởng ban nội chính trung ương có thể sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Để biết liệu ông Trạc có phải nhận trách nhiệm hay không, cần xem xét tính chất và mức độ sai phạm của ông Nguyễn Văn Yên. BBC nhắc lại, ông Nguyễn Văn Yên bị khởi tố, bắt giam về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự. BBC dẫn phân tích của luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật thế giới luật pháp, nói rằng về bản chất, tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Tội danh mà ông Yên bị khởi tố không thuộc nhóm tội tham nhũng hay tội đặc biệt nghiêm trọng không được diễn giải trong quy định 41. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết, ngày 19 tháng 6, ông Yên đã bị cắt tất cả chức vụ trong đảng và bộ chính trị. Ban bí thư kết luận ông đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Yên với chiếc đồng hồ tài tiếng. Chưa rõ với tính chất tội danh của ông Yên có đủ điều kiện để liệt vào tiêu cực nghiêm trọng của quy định 41 nêu trên hay không. Nếu có thì ông Phan Đình Trạc khó tránh được việc chịu trách nhiệm chính trị người đứng đầu. BBC nêu nhiều dẫn chứng cho thấy cả hai ông đều xuất thân từ ngành công an và ngay từ những ngày khi ban nội chính trung ương thành lập vào năm 2013, ông Trạc và ông Yên đã có cơ hội làm việc với nhau và ông Trạc là thủ trưởng của ông Yên từ đầu năm 2022. BBC nhắc lại vụ tai tiếng của ông Nguyễn Văn Yên vào năm 2005, trong vai trò điều tra viên đã gài bẫy để công ty Lâm Viên thuộc Bộ Quốc phòng trả nợ thay cho ông Nguyễn Đức Chi trong vụ án siêu lừa Nguyễn Đức Chi để hưởng hoa hồng và vụ tai tiếng về chiếc đồng hồ Patek Philippe mà ông đeo có giá hơn 260.000 đô la, tức hơn 6,5 tỷ đồng hồi tháng 5 năm 2023. Và đây là hình ông Phan Đình Trạc. BBC cũng đề cập đến trường hợp mới nhất chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu là bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vì đã xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính. Điều này đã dẫn đến việc Ông Dũng phải xin thôi tất cả các chức vụ để nghỉ hưu, tương tự các ủy viên bộ chính trị đã xin thôi trước đó. BBC cho biết, quy trình xin thôi này được Tổng trọng diễn giải trong một cuộc tiếp xúc cử tri vào tháng 5 năm 2023 và được coi là một điểm mới với việc Đảng khuyến khích cán bộ, kể cả cấp cao, xin thôi chức. Lúc bấy giờ, Tổng trọng đã nói, nếu đã vi phạm, thấy tai nhúng chàm rồi, tốt nhất xin thôi và rút lui trong danh dự. BBC nhận xét có thể thấy, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn có mặt đều đặn tại các kỳ họp hoặc sự kiện lớn của đất nước, ngồi ở hàng ghế danh dự. Trước ông Đinh Tiến Dũng, hàng loạt ủy viên bộ chính trị, có cả tứ trụ, cũng xin thôi, dù những người này cũng bị đảng xác định là đã có những vi phạm thuộc diện đủ căn cứ để xem xét miễn nhiệm. BBC liệt kê 3 trường hợp gần nhất, gồm các ủy viên bộ chính trị như sau. Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, đã xin thôi vào tháng 5 năm 2024. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, xin thôi vào cuối tháng 4 năm 2024. Ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, xin thôi vào cuối tháng 3 năm 2024. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ông Phan Đình Trạc có phải chịu trách nhiệm người đứng đầu hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.